Khi nhắc đến đặc trưng của những vùng nhiệt đới thì cây dừa là biểu tượng không thể thiếu. Ngoài những cây dừa cao chót vót thì còn có những cây có hình dạng nhỏ nhắn nhưng đầy sức sống đã trở thành một phần quan trọng của cảnh quan và đời sống của nhiều khu vực. Vâng, hôm nay Xuân Nam TV xin giới thiệu đến quý bà con một giống dừa sim lùn xanh. Đây là giống dừa gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Cây giống dừa sim lùn xanh có chiều cao từ 60-70cm với tán lá xanh mướt và trái dừa tươi ngon. Loại dừa này không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp tự nhiên mà còn những lợi ích về dinh dưỡng cũng như là sự đa dạng về tiện lợi của chúng. Trái dừa sim lùn có màu xanh lục, có màu sắc nhạt hơn và kích thước nhỏ hơn so với các loại dừa sim thông thường. Trung bình loại dừa sim thông thường cho từ 10-12 trái trên một buồng, nhưng đối với dừa sim lùn xanh này thì một buồng cho đến 20-30 trái. Để trồng giống dừa này, đầu tiên bà con cần xới đất từ 30-40cm giúp cho đất tươi xốp cũng như là thông thoáng cho đất, trộn phân hữu cơ để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. Dừa sim lùn xanh là loại cây cần nhiều nước, đặc biệt là trong quá trình đang phát triển. Bà con cần tưới nước cho cây nhưng tránh trường hợp tưới nước nhiều quá làm cây bị ngập úng. Bón phân định kỳ từ 2-3 lần trên một năm bằng phân NPK hoặc là phân hữu cơ để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. Bà con có thể thu hoạch giống dừa này sau 2-2.5 năm, thời gian có thể kéo dài từ 25-30 năm. Mỗi năm giống dừa này cho năng suất từ 200-300 trái trên một cây. Bà con lưu ý giống dừa này phát triển tốt nhất ở những vùng có khí hậu nhiệt đới ấm áp. Trong mùa khô khi bà con trồng thì cần phải tưới nước và chăm sóc cây thường xuyên để tránh tình trạng cây bị khô héo. Hiện tại cây giống dừa sim đang được bán tại cửa hàng của Xuân Nông. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi cùng Xuân Nông TV.